Hello, xin chào các bạn. Wow, Indoraptor và Carnotaurus đang bàn với nhau chuyện gì đây? Wow, hai anh bạn này đang bàn với nhau chuyện gì các bạn ơi? Wow, có vẻ như rất nghiêm trọng các bạn. Wow, thì ra hai anh tìm cách giải cứu những anh bạn khủng long các bạn ơi. Chiếc xe khủng long đang đi ngang qua kìa. Wow, chiếc xe chở khủng long đang di chuyển về phía Jurassic Park các bạn. Wow, anh bạn Indoraptor đang tấn công chiếc xe các bạn. Wow, rớt là hoài phong. Còn đây anh bạn Carnotaurus cũng đi theo. Wow, anh bạn đang tấn công những chiếc xe chở khủng long các bạn. Wow. Một chiếc xe nữa đã bị anh ta hạ gục. Wow, rất lợi hại. Wow, và hai anh ta tìm thấy công viên Jura đang nhốt những anh bạn khủng long bên trong các bạn ơi. Wow. Anh bạn bên trong đang cầu cứu các bạn ơi. Wow, anh ta đã mở cửa công viên để Jura được các bạn. Mở cửa thì cái lồng nhốt những anh bạn khủng long rồi. Wow, ở bên trong có rất nhiều những anh bạn khủng long đang chờ giải cứu các bạn ơi. Wow, cùng nhau khám phá xem. Wow. Đầu tiên là anh bạn khủng long bạo chúa T-Rex này các bạn. Wow, khủng long bạo chúa T-Rex các bạn ơi. Wow, ta được giải cứu rồi. Wow, tiếp theo là anh bạn khủng long hybrid Indominus Rex được giải cứu các bạn. Khủng long Indominus Rex, wow, rất là ngầu các bạn. Wow, khủng long bằng cá Spinosaurus các bạn ơi. Wow, Spinosaurus. Wow, còn đây là anh bạn khủng long ăn cá ở dưới đại dương Blazosaurus các bạn. Khủng long sống dưới đáy đại dương mình view ra các bạn ơi. Wow, còn đây là anh bạn Parasaurolophus xuất hiện trong Jurassic World Domination, một loài khủng long ăn cỏ chạy rất là nhanh các bạn. Là anh bạn khủng long mình gái Ankylosaurus, một loài khủng long ăn cỏ có thân hình rất là gai góc luôn các bạn ơi. Wow, tiếp theo là một anh bạn khủng long Velociraptor, khủng long săn mồi siêu tốc độ Velociraptor các bạn. Wow, Raptor rất là thông minh. Wow, di chuyển rất nhanh khi đi săn. Còn đây là anh bạn khủng long ăn cỏ Amegasaurus các bạn. Wow, khủng long Amegasaurus.
bạn sư tử đực các bạn ơi. Một chú sư tử đực. Wow, lion. Wow. Wow, còn đây là anh bạn khủng long thằng lằn Dimetrodon các bạn. Một loài khủng long bò sát rất thích phình dưới ánh nắng và những bãi cát. Còn dây lên mày khủng long ăn gõ khổng lồ rau chiêu sau rồi các bạn. Một loài khủng long rất là to lớn trong Jurassic World. Wow, còn đây là mày khủng long săn mồi Pyroraptor các bạn. Một loài khủng long lông vũ rất là ngầu. Tiếp theo là một anh bạn hư câu cổ với chiếc cổ siêu dài giúp anh ta ăn những cái lá cây ở trên cao. Wow, một chú hư câu cổ đến từ châu Phi. Wow. Đây là anh bạn khủng long mây bạn Renodon các bạn. Một trong những loài khủng long săn mồi trên không biết bay lượn trong kỷ Jura rất lợi hại. Còn đây là anh bạn khủng long đà điểu các bạn. Khủng long đà điểu Gallimimus chạy rất là nhanh, trông rất giống những chú đà điểu hiện đại các bạn. Wow, nhưng mà anh ta không có lông vũ nhiều như những chú đà điểu nha. Đây là bạn khủng long lưng gai Stegosaurus nha. Một loài khủng long ăn cỏ khá là hiền lành nhưng rất khỏe mạnh.
còn đây là anh bạn khủng long tê giác bán sừng từ Ceratops khủng long tê giác các bạn, có ba cái sừng rất là lợi hại. Wow, còn đây là nhân vật chính của chúng ta, anh bạn khủng long đầu bò Carnotaurus. Anh bạn đã giải cứu những anh bạn khủng long của chúng ta hôm nay. Wow, khủng long đầu bò Carnotaurus. Wow, như vậy là cuộc phiêu lưu hôm nay kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye.